Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Ngay bên dưới video này có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay Thiện Phú review 35 mẫu sản phẩm, bao gồm đó là đồng hồ nam, đồng hồ nữ và nhẫn nha anh em. Con này là con số 1, hiệu là Rolex. Niềng đó là đính đá rất đẹp, bên trong cũng đính đá luôn nha anh em. Mặt hai lòng. Độ mới nó còn 98%. Size 36.63. Dây của nó là mạ vàng gold. Toàn thân là mạ vàng gold. Núm có logo nguyên zin. Con này mẫu số 1 giá là 2.3 triệu. Qua mẫu số 2. Mẫu số 2 con này là một con hiệu là Dominic. Con này mặt nó là đại, mặt đại bàng nha anh em. Toàn thân nó là mạ vàng hồng. Size 33.8. Bên trong này nó có giống như cái eo á, nhỏ lại, bên ngoài là rộng hơn chút. Bên ngoài size 34.12. Con này chạy tự động nha anh em, dây khóa nguyên zin. Con này mẫu số 2 giá là 2.6 triệu. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này là một con hiệu là Omega. Mặt của nó màu đỏ và trên mặt số của nó có giống như cái bản đồ. Con này size 39.44. Con này chạy tự động. Lộ cơ sau, chạy máy của Nhật. Đồ mới còn rất là cao nha anh em. Con này mẫu số 3 giá là 2.1 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 con này là hiệu là Harrison nha anh em. Con này chạy 3 cốt 6 kim. Size 42.27.
con này lộ cơ sau, trên cái kính nó cũng có chữ Harrison. Chạy 3 cốt 6 kim. Lộ cơ trước và lộ cơ sau. Mặt trắng rất đẹp. Con này mẫu số 4, giá là 2.3 triệu. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 con này là hiệu là Longines. Con này chạy automatic, mặt trắng và 12 cột số đính đá. Dây của nó là Demi, niền vàng. Trên inox, trên là vàng và dưới là inox. Máy nó là máy vàng. Con này mẫu số 5, giá là 2 triệu. Con mẫu số 6, con này là hiệu là Patek Philippe Guinevere. Toàn thân mạ vàng hồng. Độ cơ sau. Dây khóa nguyên zin. Con này size 41.85. Con này đeo cực kỳ sáng tay nha anh em. Mặc hai lòng luôn. Con này mẫu số 6, giá là 2.3 triệu. Toàn thân mạ vàng hồng. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 con này là hiệu là Dominic. Chạy 3 cốt này và 1 cốt bên này nha anh em. Cốt bên này là đỉnh chỉnh cho vào bên trong. Kim có dạ quang. Con này là Dominic 18 cộng. Size 41.65. Đây, tính cái viền bên trong nha anh em. Còn cái vòng bên ngoài này là nó tới 44.1. Con này mẫu số 7, giá là 3.2 triệu. Qua mẫu số 8, con này là con hiệu là Harrison. Lộ cơ trước và lộ cơ sau luôn nha anh em, máy vàng, niền vàng, dây đờ mi. Kính nó cũng có chữ Harrison. Chạy máy vàng, cái mẫu này rất là nhiều anh em thích nha anh em. Size 39.84. Chưa tính hai cái cục này nha, cái cục bên này nó dài thêm một khúc nữa.
Con này mẫu số 8, giá là 2,6 triệu. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 con này là hiệu là Fit K. Con này lụa cơ trước và lụa cơ sau. Trên kính của nó cũng có chữ Fit K. Size 40.91. Kim nó là kim nhung xanh nha anh em. Mặt rất là đẹp, không có một vết trầy xước nào cả trên cái mặt kính này. Con này mẫu số 9, giá là 2,2 triệu. Con mẫu số 10. Mẫu số 10 con này còn full hợp nha anh em. Hợp nhung. Con này hiệu là Aurel Classic. Toàn thân mạ vàng hồng. Máy vàng, lỗ cơ trước và lỗ cơ sau luôn nha em. Có xài cúc phụ nha em. Chạy máy vàng. Size 38.15. Dây cũng khá là đẹp. Con này mẫu số 10, giá là 2,2 triệu. Dây nguyên zin nha anh em. Người ta đeo rồi nên nó hơi nó có vết rạn. Và mẫu số 11. Mẫu số 11 con này là một con đồng hồ cổ. Mặt nó cái sọc ô ô nha anh em. Cái những cái viền, những cái màu này là màu lên bả trầu nha anh em. Con này chạy cơ cót. Size 32.67. Nó gần như là nó hình bầu dục vậy đó. Chạy cơ cót. Con này mẫu số 11, giá là 1,9 triệu. Con mẫu số 12. Mẫu số 12 con này là hiệu là Bunzot nha anh em. Con này Bunzot chạy 23 chân kính. Mặt nó là mặt hai lòng, thùng bườm xuôi gió. Chạy cơ cót. Size 34.73.
có đóng gì chỗ này nha anh em. Con này mẫu số 12, giá là 2,5 triệu. Còn mẫu số 13, mẫu số 13 con này là một con đồng hồ Casio chạy hai kim nha anh em, chạy hai kim và giờ nó có giờ ô nhỏ bên dưới này nữa. Size 39.75. Chạy hai kim. Casio Japan. Còn khá là đẹp nha anh em. Con này mẫu số 13, giá là 1,1 triệu, dây đờ mi. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này là hiệu là Bullic nha anh em. Hiệu Bullic của hiệu của cảnh sát. Size 44.68. Con này chạy 3 cốt 6 kim và chạy kim pin kim trôi nha anh em. Chạy pin kim trôi. Chạy Colorado này. Bấm này nó đứng lại này. Bấm thì nó chạy. Còn thân mạ vàng hồng nha anh em. Dây cái nó giống như giờ là dây silicone hay là dây cao su gì đó, nó có độ dẻo. Con này mẫu số 14, giá là 1,5 triệu. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này là hiệu là Nevada. Hiệu Nevada. Mặt nó rất là đẹp nha anh em. Size 35.48. Con này chạy pin luôn, mặt cực đẹp. Đính đá mặt số rất sáng. Phơm của nó là phơm Rolex niên khía. Mặt cực kỳ sáng nha anh em. Máy thị sĩ Nevada, máy thị sĩ nha anh em, đều rất là đẹp. Con này mẫu số 15, giá là 1,5 triệu. Đeo chính nhiều món lắc vàng rất đẹp. Qua mẫu số 16. Mẫu số 16 con này là hiệu là Skagen.
size 40.18, mặt trắng nha anh em, dây vàng. Dây lụa vàng. Nhìn mặt rất là đẹp. Chưa có một vết xước sát nào cả. Kim này là kim thật nha anh em, để mình quay là nó chạy này. Còn cái trên này là cái ngày thứ, đây là thứ. Mình chỉnh qua thứ khác thì nó sẽ nhảy này. Nó đang nhảy nha anh em. Những cái kim này là kim thật hết, hoạt động. Rất là mới. Full hợp. Con này mẫu số 16, giá là 1.900.000. Và mẫu số 17. Mẫu số 17 con hiệu là Calvin Klein nha anh em, hiệu là thương hiệu của Thụy Sĩ. Máy Thụy Sĩ. Con này chạy 2 kim nha anh em, mặt rất là đẹp. Chạy 2 kim rưỡi, sorry anh em. Cái kim nhỏ đây là chạy kim rốn này. Mặt rất đẹp. Nó chạy tia nha anh em. Có chạy tia. Con này toàn thân mạ vàng hồng. Và bên sau cũng có mạ vàng hồng luôn. Con này size 42.72. Dây khóa nguyên zin. Dây rất là xịn sò nha anh em. Calvin Klein. Toàn thân mạ vàng hồng hết. Mặt sau luôn. Nhìn rất đẹp. Đeo kiểu này cũng đẹp nữa. Con này mẫu số 27, giá là 2.800.000. Sika Thụy Sĩ. Con này chạy pin nha anh em. Chạy 2.5 kim. Qua mã số 18 nha anh em. Mã số 18 con này là con đồng hồ để bàn. Hiệu nó là hiệu Seiko nha anh em. Chạy cơ cót, chạy hai, nó chạy hai hai chân kính này. Chạy 2 kim. Đây. Con này chạy cơ cót nha anh em. Đây là cốt này.
Con này mẫu số 18, giá là 800k nha em. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19 con này là một con đồng hồ nhẫn. Con này là bạc đúc nguyên khối và bên ngoài là cẩn vàng 10k. Con này nằm 1972, hình con chim và có một cái kiếm đây. Con này đá màu đỏ. Size 19.73. Con này mẫu số 19, giá là 1.800.000. Qua mẫu số 20. Mẫu số 20 con này cũng là bạc đúc và bên ngoài cẩn vàng 10k. Này có hình người và có cái mặt con chim nha em, đại bàng nha em. Năm 1969 và đá nó đá màu vàng. Cái nhẫn này nó khá là nặng nha em. Chiếc này size 20.3. Con này mẫu số 20, giá là 1.800.000. Qua mẫu số 21. Mẫu số 21 con này năm 1960, hình cũng trên đề bàn luôn. Đá nó màu vàng, nhìn thẳng vô từ trên xuống dưới thì giống như hình ngôi sao như này. Bạc đúc và bên ngoài cẩn vàng 10k. Con này mẫu số 21, giá là 1.800.000. Qua mẫu số 22. Mẫu số 22 con này cũng là một bạc đúc và bên ngoài cẩn vàng 10k. Đá của nó là đá mắt, nhìn cái mắt của nó giống như con mèo hoặc con hổ này. Năm 1968 nha em. Và nó có đính viên đá nhỏ chỗ này, màu trắng. Bên này một viên nữa là hai viên. Size 19.32. Con này mẫu số 22, giá là 1.900.000. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 con này là hiệu là Fossil. Cái dây nó rất là bự nha em, nó bự hơn cả cái đồng hồ luôn này. Và nó có đính đá. Dây nó rất là hay là nó đính những cái hạt này lên đây và đính đá. Dây nguyên zin nha em. Dây Fossil luôn. Dây rất là bự. Size 32.16. Tính luôn cái dây luôn thì 32.34. Khóa luôn là nguyên zin. Con này mẫu số 23. Giá là 900k.
qua mẫu số 24. Mẫu số 24 con này hiệu là Levi. Con này mặt con là khảm sơ cừ trắng nha anh em. Con này khảm sơ cừ trắng. Con này đồng con đồng hồ của Nhật. Size 24.54. Con này nó có bốn góc, này là bốn góc. Bốn cái góc này là màu vàng nha anh em. Con này mẫu số 24, giá là 500k. Con số 25. Mẫu số 25 con này là hiệu là Jojo Armani. Con này có cửa sổ lịch nằm ở góc 6 giờ. Toàn thân nó là làm bằng đá nha anh em. Con này làm đá ceramic. Cái mặt số của nó, cái mặt của nó, mặt kính của nó giống như một viên kim cương. Size 35.09. Nó lồi lên nha anh em. Cái gì ra những cạnh như thế này. Con này mẫu số 25, giá là 1.200.000. Con này con đồng hồ của Nhật. Qua mẫu số 26. Mẫu số 26 con này hiệu là Michael Kors nha anh em. Hiệu là Michael Kors. Size 39.1. Mặt nó rất là đẹp nha anh em. Con này dành cho nữ hoặc là nam, nhưng mà cái này nữ tính hơn, nữ đeo đẹp hơn, cũng khá là mỏng. Con này là con Michael Kors. Con này giá là 1.600.000, nhưng mà nó bị một viên đá nha nè. Viên đá chỗ này nó hơi màu, nó ngã màu, sẽ chuyển qua màu hơi sậm nè. Có một viên cho ngay đây, còn lại sáng nè. Nó bị ngã màu hơi sậm màu một viên chỗ này thôi. Thì có thể là đeo cũng được, nhưng mà nếu mà anh em nào về thay thì Phúc sẽ bớt cho 200.000. Là con này để 1.400.000 nha anh em. Một viên đá này nó màu hơi chuyển qua màu màu sậm, nhưng mà đá vẫn còn nha anh em, đá vẫn còn nằm đây. Hay là do đất chính gì không biết, nhưng mà nó chỗ này nhìn thấy nó hơi sậm màu này. Đá vẫn còn nha anh em, không biết phải dính đất hay là gì không mà nó chuyển màu sậm chỗ này. Con này anh em nào lấy thì để là 1.400.000 nha anh em. Toàn thân nó là mạ vàng hồng. Qua mẫu số 27. Mẫu số 27 con này là hiệu là Dominic nha anh em. Hiệu là Dominic. Toàn thân nó là cũng là bằng đá luôn. Kính là cũng giác như một viên kim cương. Và đá của nó xen kẽ màu trắng. Niền là bằng đá luôn. Size 34.91. Con này khá là mới. Con này chưa qua sử dụng nha anh em. Chưa qua sử dụng.
Con này mẫu số 27, giá là 1.100.000. Con số 28. Mẫu số 28. Con này là một con hiệu là Chun Chen, thương hiệu của Thụy Sĩ. Dây lụa mạ vàng. Mạ vàng rất đẹp. Size 21.67. Mặt số cực kỳ đẹp nha anh em. Con này mẫu số 28, giá là 1.200.000. Qua mẫu số 29. Mẫu số 29 con này là con đồng hồ mạ bạc nha anh em. Size 34.14, con này nó để em trên mặt số của nó này. 5g fin silver 999. Con này mẫu số 29, giá là 1.100.000. Con số 22. Mẫu số 22 con này là hiệu là Philip Bruno. Cái mặt của nó, cái thương hiệu của nó đây. Đính viên đá nằm góc 12 giờ. 1955. Con này là dùng máy Thụy Sĩ. Ngoại hình rất đẹp. Size 29.49. Nấm đính một viên đá màu xanh nha nè. Con này mẫu số 30, giá là 1.300.000. Con số 31. Con số 31 con này là hiệu là Mớt. Còn full hợp, có cái nắp dặn này cái nha anh em. Có nắp dặn này cái này. Con này là một con hiệu Mớt. Mặt rất đẹp. Size 23.71. Con này cũng là một con siêu phẩm, dành cho nữ đeo cực kỳ đẹp. Mặt số để là Diamond nha em. Kim cương, nằm ở góc 12 giờ này. Kim cương nhân tạo hay là kim cương tự nhiên thì cũng không rõ, mà để là Diamond nha em. Diamond trên mặt số này để là Flavium, là nó làm vàng trắng, nó là vàng trắng đây, vàng trắng này. Flavium 18k này, để 18k ở đây này. Vàng trắng 18k nha anh em. Vàng trắng là nó mắc hơn vàng thường, và nó có đặc điểm là nó trị cảm nhiễm của trúng gió rất tốt. Con này mẫu số 31, giá là 2.300.000.
Con này là giá mua mới chắc là rất là mắc. Một số 31 giá là 2,3 triệu. Qua một số 32. Một số 32 con này là hiệu là Rado nha anh em. Hiệu Rado. Chạy 2 kim. Máy thì xỉ. Này size 22.33. Con này mẫu số 20, mẫu số 32 giá là 2 triệu. Còn mẫu số 33. Mẫu số 33 con này hiệu lên đây. Mặt nó khám sơ cư nha anh em. Có hai bộ dây luôn. Toàn thân mạ vàng hồng. Con này là make in France luôn nha anh em. Make in France là đồng hồ Pháp phải. Con này nữ đeo cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Mặt nó là khảm sa cừ trắng thì phải. Toàn thân mạ vàng hồng mà nó có hai bộ dây. Một bộ dây màu này với một bộ dây màu này. Để thay đổi với nhau. Con này giá 750k. Con này rất rẻ luôn. Qua mẫu số 34. Con này là con Seiko. Chạy. Con này chạy cơ cốt nha nè. Lên cúc tay. Dòng này là dòng cổ. Mặt nó chia ra 4 góc nha nè. Mặt chia ra 4 góc này. Đồng hồ này là đồng hồ cổ dành cho nữ. Chị em nào thích đồng hồ cổ thì mua con này. Con này mẫu số 34 giá là 750k. Qua mẫu số 35. Số 35 con này là một con đồng hồ của Nhật. Size 23.53. Dính keo hay sao nha anh em. Con này mẫu số 35 giá là 500k. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật. Và xin hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.